Chú có ước ao mình có một cái đèn năng lượng không? Con sẽ thực hiện cái ước mơ của chú. Năng lượng? Dạ. Không có. Chú có ước mơ không? Ước hả? Dạ. Ước năng lượng biết có biết không nha. Muốn thịt chưa? Thích không? Ờ. Rồi bây giờ chú đi theo con. Đi theo con. Đi chú. Con sẽ hồ biến một cái đèn năng lượng ra cho chú. Ừ. Chú tin không? Có hả? Có, con hồ biến ra. Được không chú? Được chưa? Đi theo con, đi, đi, đi. Đi. Rồi chú đi, đi ra ngồi đi. Chú có thấy cái bụi đằng kia không? Đó. Đó, cái bụi đằng đó. Thì bây giờ con sẽ hồ biến là có một cái đèn năng lượng là nằm ngay cái bụi đó. Là chú ra vào đó là chú sẽ thấy cái đèn năng lượng nằm ở đó. Chú nào? Ngay cái bụi đó. Đó, đây. Cái bụi có cái cây đó. Dạ đúng rồi. Thấy chưa, chú thấy chưa? Thấy rồi. Chú tin con chưa? Tin chưa? Tin chưa? Ừ. Mến chào cả nhà thân thương. Lời đầu tiên đôi chân lang thang xin gửi lời chúc đến quý ông bà của chú anh chị mình có một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay lại tiếp tục lang thang cả nhà mình. Hôm nay đi chân lang thang và tem của đi chân lang thang vào trong rừng. Ở trong khu rừng này còn rất là nhiều hoàn cảnh bà con nghèo miền núi cả nhà. Hôm nay tiếp tục mang vác những cái món quà tình thương của cô chú anh chị gửi gắm vào trong rừng để tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn. Mình trao tặng những cái món quà tình thương, những cái thiết yếu. Mời cả nhà mình hãy đồng hành cùng với tem của đi chân lang thang nha. Đi chân lang thang thức dậy rất là sớm lên trên đây, tại vì cái tuyến đường nó hơi xa cả nhà. Mình chịu khó mình đi sớm để vào trong đây để tranh thủ kịp giờ để về. Sợ trời mưa cả nhà, tại vì ở quê tháng này mưa rất là nhiều. Trước mặt cả nhà mình đây là hai người bạn đồng hành. Chào cả nhà. Hai người bạn đồng hành cùng với đi trên lưng thang những cái chuyến trải nghiệm núi rừng, mang vác những cái thiết yếu. Tại vì đi xa là phải cần hai người cả nhà. Tập video hôm qua đôi chân lang thang nói về một hoàn cảnh của đôi vợ chồng sống trong rừng. Người chồng thì bị bệnh hiểm nghèo cả nhà. Còn tập video hôm nay thì đôi chân lang thang chưa biết là chia sẻ đến cái nhà mình hoàn cảnh nào. Đôi chân lang thang vào trong thung lũng núi để tìm hiểu hoàn cảnh bà con nghèo miền núi. Cả nhà mình thấy khu vực ở nơi đây á thì toàn là rừng núi không à, nhưng mà nằm sâu ở trong một cái thung lũng núi á, thì có một cái khu đất rất là đẹp, bà con họ vào đây họ canh tác, họ sinh sống trong đây. Có nhiều người á, thì họ có nhà dưới làng cả nhà, nhưng mà ở dưới làng á, thì không có công ăn việc làm nên là họ đa phần là họ ở trên núi thôi. Tại vì cái tuyến đường nó xa nên họ cũng ít có về làng, lâu lâu khi nào mà hết thiết yếu thì họ mới xuống dưới làng một lần, mua những cái thiết yếu lên dự trữ để dùng.
Chắc mấy chó thấy lạ, cái mấy chó la làng quá trời cả nha. Đi chân lang thang bắt gặp một cái ngôi nhà cả nhà. Để thấy hình ảnh một người đàn ông sống trong ngôi nhà này. Đi chân lang thang sẽ tiếp cận và hỏi thăm cả nhà. Chào chú. Ừ. Chú cho con hỏi thăm chút xíu đi chú. Cái gì? À, hai cái ngôi nhà mà nằm ở trên cái đỉnh núi đó là có người ở không chú? Chú đó hả? Dạ. Biết đâu chú cũng biết. Chú là sống đây lâu chưa? Hả? Chú sống đây lâu chưa? Gì? Chú có hiểu về tiếng Kinh của con không? Nói tiếng Việt hả? Dạ. Biết chứ. Chú sống ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi chú? Ừ, chắc là 5 năm này rồi. 5 năm rồi? Ừ. Từ phát rễ ở trên này này. Dạ. Lâu quá mà có 5 năm mà hả chú? Ừ, 5 năm. Chú sống ở đây với ai chú nha? Chú một chú thôi. Một mình chú thôi? Ừ. Chú có gia đình chưa? Có chứ, ở dưới làng. À, ở dưới làng. Ừ. Chú có nhà dưới làng? Nhà chứ. Nhà ở, nhà nhân được làm. Dạ. Mình ở trên đây mình làm công việc gì chú nha? Làm rẫy. Con thấy chú hái cái nhánh đu đủ này là chuẩn bị nấu canh đó hả chú? Nấu canh ăn. Nấu canh xong là rang bắp ăn cho nó. Hôm nay không có nấu cơm mà rang bắp. Sao không nấu cơm chú? Cơm một mình nấu cơm là ăn bậy bạ. Vậy là chú ở đây được 5 năm rồi. Ừ. Trước 5 năm kia là chú ở đâu chú nha? Ở núi nhà, bên kia. Ừ, nhà Tê đó. Nhà Tê, biết nhà Tê hả? Dạ không. Không biết. Dạ. Ừ, ta làm nhà cho nó một cái. Dạ. Con con làm hả? Con người lạ lên đây mà sao con biết được. Dạ. Bởi vậy con mới vào đây hỏi thăm đường chú nè. Chú tên gì? Vì Năng Hút. Vì Năng Hút? Ừ. Nhiêu tuổi rồi chú nhỉ? Ừ, chắc 30 tuổi. 30 mấy tuổi? Ừ. Sinh năm 76 à? Sinh năm 76, 30 mấy tuổi? Ừ. Không biết mấy tuổi nữa. Lâu quá. Lâu quá, không biết, không nhớ hả? Không nhớ nữa. Ừ. Thấy chú thân thiện quá. Sinh năm 76, 30 mấy tuổi? Ờ, sinh năm 76 á. Nhỏ tuổi. Chú ở đây luôn hay là chiều về làng? Ngủ ở đây chứ. Ngủ ở đây bao nhiêu lâu mới về làng một lần chú nhờ? Ừ, 2-3 ngày một lần. 2-3 ngày về một lần? Ừ, về lần. Dạ. Lên trên đây phát rẫy. Ừ, phát rẫy. Rẫy mình trồng gì chú nhờ? Hả? Rẫy của chú trồng cái cây gì? Trồng cái đào đó. Cái đào không sống rồi, chết hết mẹ rồi. Chết hết mẹ. Trong không á, bữa. Dạ. Sống một mình thôi. Ừ. 2-3 ngày về với vợ con một lần. 2-3 ngày về. Ngôi nhà của chú á, con thấy phía bên kia là cái tấm tôn nó bị bay rồi. Chắc mưa lớn chắc nó tạt nhiều hả chú ha? Ừ, mưa lớn sẽ bữa. Chú ngủ ở đâu? Trong giòn á. Ủa ngay giọng này á hả? Ừ. Sao con không thấy mền mùng chiếu gối gì hết chú? Ừ, một cái mền này này. À, có một cái mền. Ừ, không cái gì nữa. Cái mền thôi, không có chiếu đâu. Nằm đây. Dạ. Cho con xin ít phút rồi con hỏi thăm. Có làm phiền chú không? Hả? Làm phiền? Dạ. Không nghĩ là. Không nghĩ. Ý con hỏi là con có làm phiền chú không á? Làm phiền vậy. Làm phiền chú hả? Dạ. Chú có lẽ là không có hiểu rành về tiếng Kinh nhiều. Ừ. Biết sơ sơ thôi. Sơ sơ. Không nhiều đâu. Dạ.
À, chú nhóm lửa đi, chú nhóm lửa đi. Hôm nay là nấu bắp chứ không có nấu cơm. Ừ, răng bắp. Nấu cơm. Nãy nãy cô chú có trồng bắp không? Hả? Nãy cô chú có trồng bắp không? Đó, bắp đó. Bắp nhiều không chú? Ờ, không ra trái đâu nè. Chưa ra trái hả? Ừ. Đây là cả nhà cuộc sống của người đồng bào Đắk Lây nè. Chú nấu bằng lấy cái giò bắp đốt. Cái bếp thì để trên cái sàn nhà luôn. Mình nấu vậy không có sợ cháy nhà hả chú? Nè? Không sợ cháy nhà hả? Không cháy đâu. Việc đất này thì sao mà chạy được. Không sợ nhiều khi mình quên bất cẩn á. Ờ, không quên đâu. Khi nào đi là tắt, nó lấy nước tắt nữa. Khi nào mình đi là mình lấy nước mình rước lên. Để lên trên tắt. Để đấy là chắc như là cháy nhà. Có khi cháy lần nào cho chú? Ừ? Có khi nào mà quên mà để cháy luôn không? Cháy chứ, không tới mà ăn thì có để, luôn hả? Ừ. Ăn hết luôn chứ, nên ăn bình nữa nơi nào. Dạ. Ừ. Ăn hết rồi nha là mà ơi nữa. Ừ. Chú đeo cho con cái này để chú cháu mình trò chuyện nó thân thiện hơn nha chú nha. Ừ. Chú cho con hỏi về cuộc sống gia đình của chú nha chú nha. Ừ. Vợ của chú có hay thường xuyên lên đây không? Không có lên. Không có lên. Ừ. Một mình chú ở trên đây thôi. Ừ, một chú thôi. Chú có mấy người con? Ba người. Ba người con. Hai gái, một trai. Dạ. Con của chú chắc cũng lớn tuổi rồi hả chú ha? Lớn rồi. Con của chú con đầu là bao nhiêu tuổi chú? Chắc là 28 tuổi. 28 tuổi? Ừ. 15 tuổi. Con trai. Con gái nữa, nhỏ tuổi nó học lớp 3. Dạ. Con trai đầu của chú là 28 tuổi. Ừ. Chú 30 mấy tuổi? Chú 30 mấy tuổi rồi. Nhưng mà bây giờ là chắc là 30 mấy tuổi. Dạ. Con đón chú là chú năm nay tầm phải 57 tuổi. 57 tuổi. Dạ. Sinh năm 76 là chắc là chú tưởng là cơ 30 mấy tuổi. Không tới năm mấy. 76 thì không tới năm mấy. Chú thân thiện cả nhà. Cái lá nó lá gì vậy chú? Là thuốc. Nương xong mà hút. Ủa mình lấy cái lá đó mình nướng xong mình hút hả chú? Ừ. Được không? Được chứ. Hay vậy ta? Hay chứ. Nó khô hết nó đục. Nó chảy cho bào bắp. Bỏ vô. Nên mình hút. Không biết phiền đâu mà mua thuốc, mua gì. Ăn hút bày bà. Là cái cây thuốc này là chú trồng luôn hả chú? Trồng chứ. Chú trồng nhiều không? Không nhiều rồi, trồng ít. Trồng để mình dùng thôi. Đồ dùng được là 2-3 cây á. Dạ. Đồ dùng hút. Sao chú phơi khô mà chú lại nướng? Còn khả năng đó mà phơi. Bữa giờ trên đây mưa lắm hả chú? Mưa chứ. Mưa quệ, chiều mưa, sáng mưa. Dạ. Ừ. Bà xã của chú ở dưới làng thì làm công việc gì chú nhờ? Còn có làm việc đâu. Ở không, chở con đi học. Ở không, chở con đi học thôi. Ừ. Rồi chú ở trên đây chú làm rẫy vậy rồi mình có thu nhập không chú? Hả? Làm rẫy có thu nhập không chú? Thường chứ. Có tiền á? Tiền đồng mà không có tiền, chưa bắp mà... Bẻ bắp mà có tiền, để trồng bắp. Dạ. Phạt ra xong là đục xong rồi mà tỉa bắp. Dạ. Khu là để bẻ xong đập mà đi bán, mình có tiền. Giờ đây là không có tiền đâu. Ừ. Giờ đây đang phát rễ đi.
giờ mới giai đoạn phát rẫy thôi. Phát xong rồi mình mới tỉa bắp. Rồi chờ bắp nó lớn rồi có trái là mình mới thu hoạch. Mới thu hoạch mà bán tiền. Dạ, rồi trong cái thời gian mình chờ đợi rồi tiền đâu mình mua gạo, mua cá, mua mắm mình trang trải trong cuộc sống chú. Mua cái gì đó, mua mắm, mua cá ăn thì khi bán. Có nhiều mua nhiều, có ít mua ít. Dạ. Vậy là nhà ở dưới làng là nhà nước trao tặng. Nhà nước tặng một cái nhà 167. Dạ. Một cái đó thôi. Con cái của chú, con đầu của chú có đi làm công việc gì chưa? Đi làm rồi. Đi làm đồng á. Dạ, đi hái cà phê hả chú? Đi hái cà phê á. Nó bắt vợ rồi. Bắt vợ rồi. À. Rồi có hay hỗ trợ chú tiền cá mắm gạo thóc không? Hả? Ý là con của chú đi làm có hỗ trợ cho chú không? Không, nó ăn đưa vợ chồng nó, quẩn nó. Cho chú ở đâu? Dạ. Nên làm ăn nó. Vậy là chú, con của chú ở riêng? Chú ăn chú. Ăn riêng. Nói chung nó. Mình ở trên đây mình có nuôi con bò con dê gì không chú nha? Bò đó hai con á. Bò hai con? Tài sản lớn nhất là hai con bò? Hai con bò. Bò đó là mình dành dụm, mình mua hay là như thế nào? Bò đó là bò nuôi về, cứ bò con người họ. Nuôi về xong là một lứa cho nó, một lứa cho chú. Dạ, con hiểu rồi. Vậy là chăn bò cho người ta, rồi để ra rồi mình được hai con. Này giao cho nó một con mẹ, một con. Mình cứ một con kịp thì sinh ra lại thành được hai con. Không có gì đâu. Nghèo quá nghèo. Nghèo quá nghèo hả chú? Nghèo chứ mà nuôi bò. Người ta cho nuôi, không cho thôi. Không gì đâu. Không có để hỏi cho nó đâu. Dạ. Cuộc sống bà con mình cho nên sao con thấy ai cũng khó khăn hết chú nha. Có chứ, có khó khăn. Có chú nhà. Nhiều hoàn cảnh gạo không có ăn luôn. Phải ăn bắp. Ăn bắp. Bắp. Cháu có tiền mua ăn cho. Một ký hai ký. Không có tiền là ăn bắp. Dạ. Gạo bây giờ là họ bán bao nhiêu tiền một ký chú nha? Mười mấy ngàn á. Chính xác là mười mấy ngàn chú. Mười lăm ngàn một ký. Mười lăm. Một bò là 8,5 triệu. Dạ. Một bò nhỏ. Bò lần chắc 1 triệu. 15 ngàn một ký chắc có lẽ là gạo khô chú ha. Còn gạo mà gạo ngon á, là gạo dẻo á, là 18, 19, 20 ngàn ký. Chắc 20 ngàn á. Dạ. Gạo dẻo đó. Anh nó có tiền là phải mua gạo dẻo. Không có tiền là phải mua gạo đó. Ăn lại đi. Ăn được sống. Là cái thuốc đấy. Cây đó là cây thuốc luôn hả chú? Luôn. Con nhìn giống cái cây cỏ. Cây cỏ. Cỏ Mỹ quá ha. Cây cỏ của Mỹ đó, thuốc. Chú biết cây cỏ Mỹ không? Không biết. Không biết hả? Tên đề không có. Cây này không có hả? Như có là mình thấy, mình biết. Dạ. Thấy cái cây đó là mình biết. Mình nướng rồi xong cái là mình xé ra. Xé ra. Rồi mình bỏ vào cái lá bắp. Lá bắp. Rồi mình vắn mình hút. Ừ. Mình hút vậy rồi có vị gì không chú? Có vị gì không? Không có. Bình thường. Bình thường hả? Thường thường là hút thuốc rơi là có giấy hả chú ha? Còn cái này không có giấy thì mình lấy lá bắp mình vắn mình hút luôn. Lấy lá bắp cũng được. Lá bắp. Giờ là phiên đồng mà mua thì mua là dây. Nhưng mà nhiều khi mình hút như vậy là đỡ hơn chú ha? Đỡ. Không có qua chế biến nên là tốt hơn. Tốt. Đi thăm nhà kia không? Dạ. Con đi trải nghiệm núi rừng. Dạ, muốn tìm hiểu bà con nghèo miền núi á, người đất lai mình đó chú.
Nhưng mà con tính đi lên trên cái ngọn núi đó, nhưng mà không biết là lên có ai cho nó hay không. Ừ, chắc chú đó là biết đi, biết đường đâu mà đi. Dạ. Ừ. Đường xung quanh ở đây là không biết đi, có đường chứ. Chú đó là đường chú nào mà đi được. Dạ. Ừ. Không biết mà đi được chứ, không biết đi trồng rừng hay không. Dạ. Đi xa núi. Thì con ghé qua đây hỏi thăm chú đó, để cho chú là dân địa phương ở đây đó, chú chỉ đường cho con đi. Cái nhất, cái thứ hai là để biết được có hộ dân nào ở trên đó hay không. Là để con lên đó rồi mất công không có người được con đi xuống lại. Ừ. Dạ. Thì ghé gặp hoàn cảnh của chú, thấy chú lùi cùi đang nhóm lửa. Ừ. Chuẩn bị nướng bắp. Ừ. Đâu bắp chú để đâu? Không phải nướng đâu, rang chứ. Rang hả? Ừ. Mà nướng nè. À, vậy là bắp chú dự trữ sẵn. Ừ, từ đó là cứ một ngày là một cái này, rang ăn. Còn cái ba trái rồi hả chú? Ừ. Một ngày là ăn một trái. Ừ, ăn một trái, ăn lá đu xong ngủ. Ngủ xong. Ồ, vậy đó hả chú? Ừ. Một ăn một trái vậy sao nó? Nó không no chứ, xong nó ăn nhiều lá. Ăn nhiều lá là đu á. Dạ. Trời dạ. Ơi, khổ vậy đó hả chú? Già ức, già muối được bỏ vô nào ăn luôn. Dạ. Chú có thể là chú làm cái món này để cho con ăn ké được không? Con trải nghiệm được không? Bắp hả? Dạ. Răng có lưới cái đá, không răng ăn được. Dạ. Được tắt là. Chờ có lửa rồi mới răng được. Ừ. Mình để nguyên trái mình răng hay là lật ra chú? Lật chứ. Dạ. Lật ra rồi. Răng trong xong. Vậy là chú chia sẻ là một ngày chú ăn một trái đó thôi. Ừ. Sao đủ no chú? No chứ. Sao không no? Ăn mà nhiều quá. Để dành ăn kêu lại một cái. Nhà chú hết gạo luôn hả? Ừ. Còn có đây nè. Làm gì mà ăn được ta đủ. Tôi một xong bao nhiêu đó là hả? Ừ. Trời ơi. Nhưng đó được chén không? Được một chén. Có cái gì đâu. Khổ quá ha. Khổ không phải khổ đâu. Vừa. Chú ngắt luôn cái đòn nè, cái đòn đu đủ rồi chú ngắt về sao cây đu đủ lớn nổi. Nhắc bó ra luôn nên mất lại. Ăn từ gốc đến ngọn luôn hả? Gốc ăn không được, được chứ. Con thấy nhiều người ta chặt cây gốc non đó. Nhớ non đi già thì lật bỏ lấy cái tròn này ăn. Dạ. Cũng ngon đó. Đắng lắm chú ha. Đắng rồi. Lúc trước con có đến thăm hoàn cảnh cũng người đồng bào rất lây của chú đó. Ừ. Họ hái lá đu đủ này nè. Ừ. Xong họ lấy hai cái lá bướm á chú à. Lá bùm. Dạ, họ bỏ vô. Họ trộn chung, họ luộc lên. Ừ. Rồi xong cái lá bướm kết hợp với cái lá đu đủ á, nó sẽ nhạt đi cái vị đắng. Chú có biết không? Biết chứ. Dạ. Ừ. Lá đó là bỏ vô là nó không đắng nữa. Dạ. Ăn được, đắng bừa. Dạ. Ừ. Chú dắt một điếu chú hút cũng lâu quá ha. Ừ. Lo chứ. Không có tiền đâu mà mua thuốc người hộ. Ăn thuốc hút thuốc từ tỉnh nơi đi trồng. Nhưng không có để đi xin người ta. Được một điếu hai điếu. Đi xin hả chứ? Ừ. Ở trên núi như thế này con thấy vắng vẻ rồi mình có ai đâu xin. Ừ. Nhà kia nè. Có người. Nhà đầu trên đó hả? Ừ, nhà trên. Dạ. Nhà ông già. Nhà bà đó. Bà dạ. Đó cũng thuốc chưa? Cách này mấy bữa con cũng có vô đây. Con ừ. Cũng đến thăm nhiều hoàn cảnh ở trong đây rồi. Ừ. Chẳng nhiều bữa rồi hả? Dạ. Hôm qua con có con không có vô đây. Tại vì hôm qua trời mưa. Hôm qua con đi một cái hướng khác. Ừ. Ở đây cái nguồn nước chú lấy xa không chú? Ừ, chủ đề gần. Mình lấy nước suối mình uống luôn. Ừ. Mình sinh hoạt bằng cái nước suối luôn. Nước suối chứ. Dạ. Nước đầm mà uống. Nước suối này mình lấy về mình phải nấu nóng mình uống cho chú ha. Cái nấu đâu. Uống đó luôn.
Trong tháng đó. Quen rồi, uống vậy quanh năm suốt tháng quen rồi. Ừ. Đi mua một sòng tới nhà, thẳng như là uống luôn. Dạ. Ở đây con thấy chú bảy con chuột hả chú? Ừ. Sao chú không đem ra rừng chú bảy mà chú bỏ trong nhà mình chú bảy vậy chú? Bé sơ nó linh đó, như chú nhà đó. Sợ con chuột nó vô nhà hả? Ừ. Chú làm rẫy vậy không có tiền thì cuộc sống mình như thế nào chú? Cuộc sống mình con có làm rẫy con có tiền mà phải đi làm gùi bày bạ. Làm gùi một cái có tiền để bán thì họ. Không có gì làm cái nghề đâu mà làm. Không có gì làm đâu. Là từ ngày xưa giờ là sống nhờ rừng núi thôi. Ừ, từ ngày xưa sống nhờ rừng. Mình không có đi làm thuê cho người kinh hả chú? Không có đi đâu. Già rồi có đi. Dạ. Mới ba mấy tuổi mà già vậy? Già đó. Do yếu. Do sực mà. Dạ. Nên là chắc là chỉ có yếu đâu. Chắc là trẻ chứ. Đây là y người già. Không phải già đâu. Tóc bạc rồi. Vậy. Vậy là những cái cây tre này là chú vuốt ra để chú làm gùi. Ừ. Làm gùi làm dây. Dây làm gùi á. Dạ. Như chú đang một cái gùi chú bán bao nhiêu tiền chú nhờ? Cứ 150. 150 một cái. Ừ. Mình đang lâu không chú? Lâu được một cắn đó. Đi chắc mai một ngày đó. Chắc coi nữa. Ừ, tầm lâm hả? Tầm lâm hả? Ừ. Cái cây mai nó mọc xa không chú? Xa chứ, ở tình nữa. Đi lên núi cao mới chặt được cái cây mai. Ừ, cầu quá. Bao nhiêu ngày mình đang được một cái gùi chú nhờ? Ừ, được 2-3 ngày đó. 2-3 ngày không á. Dạ. Nếu rập dây, rập chân, rập miệng đó, chắc cứ một tháng là xong. Dạ. Cứ một cái. Một tháng một cái, ừ. Bán được 150. Ừ. 150 mình đâu có đủ sống trong một tháng đâu chú nhờ? Ăn ít chứ, mua gạo có 1-2 kg để đỡ. Dạ. Nơi nhiều phê là chịu thì ít tiền á. Nghĩ ít mà còn không nhiều lắm. Bung người cho mấy. Bác vợ là cái lặng, bác vợ người ta nghe vợ rồi một người. Còn mình có cơ là hai con, hai đứa. Chú nữa, vợ nữa, có bung người cho mấy. Dạ. Vợ chú ở dưới làng không có lên đây ở với chú? Ờ, ở dưới làng. Một mình chú ở trên đây thôi? Ờ. Chờ cái mấy con nhỏ đi học. Rồi mình làm không ra tiền vậy rồi con cái đi học rồi tiền đâu mà đóng tiền học phí cho con chú? Ừ, làm gùi đó. Đồng học phí cho nó. Một tháng 150 có đủ không? Đủ. Rồi 50. Okay. Con chú đi học vậy là một năm vậy là đóng bao nhiêu tiền? Một năm được là 150. Một năm học phí có 150 thôi? Ừ. Vậy là... Mua sách, mua giấy, mua mọt, bút. Vậy là con của chú là được nhà nước hỗ trợ? Không. Không được hỗ trợ đâu. Không được hỗ trợ mà sao một năm đóng có 150 vậy chú? Ừ. Tùy theo cứ thầy cô nói. Nhà mình có hộ nghèo không chú? Nghèo chứ. Có hộ nghèo hả? Ừ. Dạ, có hộ nghèo chắc có lẽ là được hỗ trợ. Ừ. Một phần nào đó. Nếu hỗ trợ một phần, tính tiền một phần chứ. Không phải hỗ trợ không đâu. Dạ. Ừ. Nếu hỗ trợ không là chắc là không ngon chứ. Khổ quá chú ha. Khổ quá khu rồi. Ông bà ngày xưa mình ngày xưa là ở đâu chú nhỉ? Hả? Ngày xưa? Dạ. Ở tỉnh đó, Duy. Ở trên núi cao hả chú? Thấp đó, không phải cao đâu. Ở núi thấp? Ờ, gần đường xe đó. Dạ. Là cũng nằm trong cái khu vực này luôn hả chú hả? Ờ. Bực lên. Chú nấu đi, chú nấu canh đi. Nó chỉ cái lửa. Dạ, chú thổi đi, chú thổi lửa đi. Chú cứ làm đi rồi con trò chuyện với chú cho vui.
Đây là hình ảnh của bà con Đắc Lây cả nhà. Ừ. Trong ngôi nhà của chú thì không có dụng gì cả, chỉ có một cái bếp và lại những cái son để nấu ăn thôi. Ừ. Với lại mấy chai nước với hai cái giỏng. Ừ, hai cái giỏng. Cuộc sống đơn sơ. Làm điếu luôn hả chú? Ừ, cầm lửa. Phải nói nhìn hình ảnh của bà con nhà miền núi rất là thương luôn cả nhà. Ừ, thương chứ. Cái ngôi nhà này chú làm lâu chưa chú? Lâu rồi. Lâu mới hư hết mẹ rồi. Lâu. Xuống cấp rồi chú ha. Ừ. Cái nhà này một mình chú làm hay là có ai hỗ trợ chú làm không chú? Một mình chú chơi. Một mình chú làm chắc lâu à? Ừ. Mình mới thắng. Dạ. Sống. Để chặt cây, chặt cây tê, cây lê này này. Chi này mình chặt có xa không chú? Xa chứ. Ở tỉnh núi không à? Dạ. Cây không có tỉnh núi không à? Trời ơi, trên núi rồi, ở đây không có thức ăn rồi, mình có đi bẫy con chuột, con sóc gì trên núi mình về mình ăn không chú? Ừ, xa quá, đây đi xa núi. Đi không nổi nữa hả? Ở trên núi kia cầu lo. Cầu quá cầu, đi xa mà núi. Dạ. Gần không được, xa quá. Nhà chú là không có đèn năng lượng mặt trời luôn? Không có đâu. Rồi chú xài bằng cái đèn gì chú? Đèn này nè, đèn sạc. Đèn cầm tay á hả? Đèn pin á hả? Đèn pin. Rồi có đủ ánh sáng cho mình sinh hoạt ban đêm không? Ừ? Có đủ ánh sáng cho mình sinh hoạt ban đêm không? Không sao. Chú thấy con lạ chú có ngại không chú? Ừ? Sao mà ngại? Không có ngại đâu. Giờ là lặt bắp đó hả chú? Ừ. Luộc lá đu. Luộc lá đủ chấm nước ớt. Ừ. Như cái món lá đu đủ này là bà con mình là nhà nào cũng phải ăn. Ăn chứ. Hay như là cái món đặc sản vậy đó. Đặc sản. Mình không còn cái lá khác nào để mình hái vô mình thay cái lá đu đủ mình ăn hả chú? Lá khác hả? Dạ. Lá đu đủ hả? Không, ý con nói là không còn cái lá nào để mình thay lá đu đủ mình ăn không? Không. À. Chỉ cứ, ở trên này chỉ có lá đu đủ thôi. Ừ. Còn cái lá khác đâu. Chú không rửa luôn hả chú? Ừ? Không rửa luôn hả? Không. Không rửa luôn. Ăn. Chú phải rửa qua nó mới sạch được với chú. Ừ, nó sạch chứ. Không phải dễ đâu. Không rửa luôn cả nhà. Ừ. Rồi lỡ sau con trùng nó bám vào cái lá đu đủ sao? Sao mà trùng mình nó mà dù là lá đu trong cây mà cao một vết thập đó mình trùng. Trời ơi, để về nấu luôn. Ừ. Cái đột đó mà nấu được luôn hả chú? Non lắm, già thì bỏ. Sáng giờ chú ăn sáng chưa? Không ăn sáng đâu. Chưa ăn, chưa ăn. Ăn trưa ăn chiều thôi chứ không ăn sáng. Ừ. Xong ăn luôn. Mình không ăn sáng thì đói sao phát rãi chú? Đói đói chứ không gì mà ăn đâu. Để dành ăn trưa chứ. Trời ơi. Ừ. Nếu ăn sáng là được hết nó rồi. Một ngày ăn hai cử thôi. Ừ. Ủa vậy đó hả chú? Hả? Chú chia sẻ là một ngày chú ăn một trái bắp đó. Ừ. Cả nhà nhìn thấy thương chưa? Nghe chú nói mà phải nói rất là xót xa luôn. Ừ. Bắp này là gọi bằng bắp lai hay là bắp bắp đá chú? Bắp đây là bắp nếp. Bắp này bắp nếp. Ừ. Bắp này mềm hơn bắp đá đúng không chú? Ừ, bắp đá là cứng quá. Dạ. Bắp này mềm. Rang lên rồi ăn uống nước thì no hả chú? Ừ.
Ôi trời ơi, sao thấy thương vậy? Nhà chú cùng mắm cùng muối cùng bột ngọt gì không chú? Bột ngọt có thôi, muối là muối có. Còn khơi do chuyện còn khơi cá đó. Muối ớt là chú đâm sẵn rồi. Ừ, ăn đại à. Ăn được không? Nếu không ăn là phải chết. Ăn đây là đủ người rồi, đi xong rồi. Con hỏi thiệt chú, do chú sống ở trên này chú không có sợ chú? Không sợ đâu. Ban đêm chú không sợ luôn hả? Ừ, sợ gì. Ngủ một mình vậy buồn chứ? Ừ, vậy thì buồn. Đi, đi xa ấy, đi làng á. Đi con quà là người ta ở tên đây luôn. Dạ. Xa quá là biến xuống đi vào làng luôn. Ừ. Người ta xe người ta đi. Đi bộ u sơn núi. Chú không có xe máy hả? Không có. Từ đây đi xuống làng xa vậy mà chú đi bộ luôn hả? Đi bộ chứ. Chú đi bộ từ đây xuống dưới làng mất bao nhiêu tiếng đồng hồ? Ừ, rất nhiều chứ. Gặp người ta chở. Qua vàng đi hả chú? Qua vàng người ta chứ. Gặp người nó. Còn không gặp thì đi xuống dưới đó, con theo con suy đoán là mất tầm phải 4-5 tiếng à. Ừ. Đi cứ 3 giờ, ta 5 giờ. Từ nhà. Dạ. Cứ đi đường xe rồi. Đường đi khó đi lắm. Đường xe là đi tới 1 tiếng rồi. Thời thanh niên thì chú có xe máy không? Không có. Là trước giờ là chú không có xe máy? Không, xe máy cũng biết chạy xe máy đâu mà biết mà mua, tiền đồ mà mua. Không biết chạy xe máy luôn? Ừ. Mình không có để mình tập chạy? Ừ. Là đến bây giờ là mình không biết chạy luôn? Tiền đồ mà mua, tay mua xe ăn chứ có. Dạ. Mặc chân nào mà đi bộ sướng hơn, không có tốn tiền bạc đâu. Đi bộ là sướng. Đi xe là có tiền có bạc mà đi được. Nhưng thao là đi bộ nhiều xong mà đi xe. Dạ, đi xe là phải đổ xăng tốn tiền. Tốn tiền chứ, xăng đâu. Tiền rồi đi đường núi là hao hụt rồi hư sửa tốn tiền. Ừ. Đi bộ sướng hơn. Đi bộ sướng hơn. Đi bộ chắc ăn nữa hả chú ha? Ừ. Nhưng mà hơi mỗi chân chút xíu thôi. Ừ. Thôi nghỉ. Mệt ngáy. Thấy chú chia sẻ nói chuyện thấy thân thiện quá cả nhà. Dễ thương ghê á. Ngồi trò chuyện với chú à, thấy chú rất là dễ thương. Chú ba mấy tuổi à? Con 28 tuổi rồi. Tới tầm 7-8 tuổi đâu. Bố mẹ chú còn sống không? Ừ, chết rồi. Mất lâu rồi hả? Ừ, mất lâu được mấy năm. Dạ. Nhà chú có mấy anh chị em chú nhỉ? Ừ? Nhà chú, anh em của chú á, có mấy người? Ừ, 2 người. Có 2 người thôi? Ừ. 2 người, 1 người gái, 1 người trai. Dạ. Ừ, người ta đi theo vợ, người ta ở nhà. Sao cũng thấy đời sống của bà con, người đồng bào rất lây mình ở trên đây gặp khó khăn rất là nhiều. Nhiều vậy. Mà bà con mình là không có cơ sở để mình canh tác, trồng trọt. Chú cứ biết là ở cái đất này á, nếu mà mình biết cách canh tác á, là mình trồng những cái cây rau củ quả đó như dưa leo, bí đao, bí đỏ. Ừ, chủ đề nước có nước chưa mà trồng được, không phải nước nó xong sao được. Đất đây không chịu hay sao chú? Không chịu đâu. Con thấy đất đây tốt mà. Muốn trồng tốt là không chịu cái trồng quế đó. Nếu nó dùng là khoai mi này, bạch này, chuối này, chủ trong cái đầu này này chưa có xong đâu. Cái đầu dạ. Này. Đó. Con nghĩ đất đây là trồng được dưa leo, hoa lan. Ừ, hoa lan là được.
Mình trồng số lượng lớn rồi mình đem xuống chợ mình bán lại cho người kinh. Ừ. Cũng được mà chú đúng không? Trồng đó là được cho nó sống. Lá đu đủ chín chưa chú? Chưa. Tí nữa chú cho con ăn chung với chú một bữa nha. Ăn. Dạ. Ăn được không? Dạ, để con trải nghiệm con ăn lá đu đủ, con đây cũng đã ăn nhiều lần rồi. Được không chú? Được ra. Tại vì lúc trước con qua bên phía bên kia. Phía bên kia nè. Dạ, thăm bà con thì bà con luộc lá đu đủ á. Ừ. Chấm với muối ớt, ăn với cơm. Mà hôm nay lại gặp hoàn cảnh của chú á, thì chú rang bắp, cuốn lá đu đủ, chấm muối. Hôm nay con có muốn trải nghiệm ăn thử cái món là bắp cuốn lá đu đủ. Nhà chú là hết gạo còn miếng gạo đó thôi. Mắm muối thì không còn nữa. Không mua được. Bột ngọt thì còn có chút xíu thôi. Chú có muốn là mình mong muốn có một cái đèn năng lượng không? Năng lượng? Dạ. Chú biết cái đèn năng lượng không? Biết chứ. Biết thấy nhà ông già đó, mình thấy bữa. Dạ. Đi chơi á. Mở ra mưa cho nó sáng. Chú thích không? Chú thích cái đèn đó không? Thích chứ. Cái gì mà có mà là em mua, không có tiền đâu mà mua cái đó. Sống cả cuộc đời mà không có tiền mua nổi cái đèn năng lượng mặt trời luôn chú. Cái đó là nặng tiền quá à. Nặng tiền quá hả? Mua sao nổi. Con hỏi thiệt chú chứ trong cuộc đời của chú cầm số tiền nhiều nhất là bao nhiêu? Mình đã từng cầm số tiền nhiều nhất là bao nhiêu chú? Không có tiền đâu mà cầm. 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu chú cầm chưa? Không thấy 2-3 triệu đâu. Cứ 1-2-300 ngàn có. 1-2-300 ngàn là lớn nhất? Lớn nhất. Trời ơi. Tới 50. Cả cuộc đời sống mấy chục năm luôn mà cầm chỉ 1-2-300 ngàn thôi. Không có tiền bỏ trong túi đâu. Không cực tiền đâu. Dạ. Cứ 2-300 ngàn. Như là nhà nước tặng nhà là nhà nước hỗ trợ hết luôn. Chú là không có tốn chi phí gì hết. Không. Vậy con bò của chú nếu mà mình quy ra giá tiền là bán tầm bao nhiêu tiền chú? Bò đó là cái họ nó xin mua á. 5 triệu. 5 triệu hai con hả? Một con. 5 triệu một con. Ừ. Thì là chú đã có cái tài sản là lớn nhất là hai con bò. Hai con bò thôi, không cái dạ, gì. Dạ, hai con bò bán được 10 triệu. Ừ. Dạ. 10 triệu đó là mình để dành hả chú? Không, bán ra để dành nuôi cho. Dạ, dành nuôi sau này cho con cái. Ừ. Để sinh ra con nhiều. Dạ. Hai con sao mà bán tiền? Bán tiền bò nào mà nuôi nữa. Dạ. Ừ. Đi về. Chú có ước ao mình có một cái đèn năng lượng không? Con sẽ thực hiện cái ước mơ của chú. Năng lượng? Dạ. Không có. Chú có ước mơ không? Ước hả? Dạ. Năng lượng biết có biết không hả? Muốn thịt chưa? Thích không? Ừ. Rồi bây giờ chú đi theo con. Đi theo con. Đi chú. Con sẽ hồ biến một cái đèn năng lượng ra cho chú. Ừ. Chú tin không? Có hả? Có, con hồ biến ra. Được không chú? Được chưa? Đi theo con, đi. Đi. Rồi chú đi ra ngồi đi. Chú có thấy cái bụi đằng kia không? Đó. Đó, cái bụi đằng đó. Thì bây giờ con sẽ hồ biến là có một cái đèn năng lượng là nằm ngay cái bụi đó. Là chú ra vào đó là chú sẽ thấy cái đèn năng lượng nằm ở đó. Chú nào? Ngay cái bụi đó. Đó, đây. Cái bụi có cái cây đó. Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Chú thấy chưa? Thấy rồi. Chú tin con chưa? Tin chưa? Tin chưa? Ừ. Phải đèn năng lượng không? Có chưa? Năng lượng đó. Ủa, chú lấy cho chú coi thử phải đèn năng lượng không? Ừ, năng lượng. Phải không chú? Ừ. Rồi còn cái bao cái bên là bao gì vậy chú? Gạo. Phải gạo không? Ừ. Ủa ai đỡ đây ta? Biết đâu. Ừ.
năng lượng hả? Dạ. Ra. Con chào bà. Bà đi đâu mới về hả bà? Đi rẫy. Rẫy bà ở đâu? Nhà bên kia. Nhà bên kia? Chơi tới này nè. À, là bà là hôm bữa là con tới con ghé qua con tặng cá khô đó đúng không? À, con á. Dạ. Đâu có tôi ở nhà đâu. Cho cơm ngọt á. Nhà con gạo ăn không bà? Không có. Không có hả? Ừ. Còn cá khô không? Cá khô không hết rồi. Hết luôn hả? Ừ. Có một vị đã có dắt bao nhiêu. Dạ. Bà đi núi cao rồi sao vậy mà bà gùi đi. Một cái gùi vậy? Măng canh. Ông cho con xem thử đậu hả? Đậu. Với lại cái lá gì đây bà? Lá sô đố. Lá ngò. Lá ngò. Ô, trên núi cũng có lá ngò nữa hả bà? Dạ ăn theo cơm á. Không có cá mà ăn. Không có cá mà ăn? Ừ. Dạ. Rồi trong cái gùi của bà là có lá đu đủ nè, có đậu nè, rồi có lá ngò. Đem dạ ăn. Bà lớn tuổi chưa bà? 80 tuổi. 80 tuổi rồi mà đi núi vẫn còn khỏe mạnh. Đi cho có ai mà cho mình làm ăn, mình cố gắng làm cho chứ chết mình cố gắng làm. Mình chết thì mình làm không làm nữa, mình xong cố gắng làm. Dạ, trời ơi, cả nhà nhìn hình ảnh của bà nè, 80 tuổi mà đi núi, đi từ trên cái ngọn núi đi xuống. Lại bà ở trên này với ai bà? Hả? Bà ở trên này với ai? Ở bên kia. Nhà đó. Trời đó. Nhà đây hả bà? Ừ, trời cái chùa đâu á. Dạ, bây giờ là bà đi qua đó đi rồi con thăm hoàn cảnh của chú này xong rồi con sẽ qua thăm hoàn cảnh của bà. Dạ. Nha. Dạ. Trời, bà đừng có dạ. Bà dạ là tội nghiệp con á. Nói dạ chứ phải này lý phép mà. Mấy con đi quá thăm mấy ba là mình phải nói chuyện cho vui nên phải lý phép. Nhưng mà bà lớn tuổi rồi, bà kia con là con cháu của bà mà. Con phải nói chuyện với bà là con mới dạ mới đúng. Nay đó không chịu không bà được. Bà nghe chào hả? Sao răng bà đen thui vậy? Ăn tàu. Ăn chào. Bà chống cây gậy cầm cây rựa mang cái gùi. Ừ. Rồi bà đứng đây cho con chụp hình làm kỷ niệm một tấm nha. Ừ. Rồi bà đi về bển rồi con thăm hoàn cảnh của chú này xong rồi con sẽ qua thăm hoàn cảnh của bà nha. Rồi ok. Cảm ơn bà nha. Dạ. Sau này hả? Dạ, bây giờ còn tí nữa con qua luôn. Qua luôn hả? Dạ. Cảm ơn. Thấy bà lùi cùi đi thấy thương không cả nhà, 80 tuổi rồi. Chú ơi. Ừ. Rinh vô nhà. Nè. Dạ. Cái đó là thuộc về chú rồi đó. Ừ. Chú mừng không? Cảm ơn hả? Vui không? Vui chứ. Cực khổ bao nhiêu năm không đủ tiền mua cái đèn năng lượng, hôm nay có đèn năng lượng là chắc vui lắm đó chú ha. Vui chứ. Năm sau không có đâu. Năm nay thì có nữa. Chú thấy con giỏi không? Con hồ biến ra thấy con giỏi không? Giỏi. Chú đón trong cái bao đó là bao nhiêu ký gạo? Ừ, chắc là mười mấy ký. Dạ. 15 ký. Đón 15 ký. Ừ. Hên quá, hôm nay nhà hết gạo nữa. Giờ có đèn là con hỗ trợ bắt đèn năng lượng cho chú nha. À. Nhà chú còn mắm không? Còn mắm không? Còn muối không? Muối còn. Còn bột ngọt không? Bột ngọt còn rồi nè. Còn dầu ăn không? Còn dầu. Rồi bây giờ con hồ biến ra mắm muối bột ngọt đường cho chú luôn. Ừ. Chú tin không? Tin chứ. Chú thấy cái bụi đằng kia không? Không biết. Đó bây giờ chú qua đó con hồ biến là có mắm muối bột ngọt nằm trong bụi đó. Rồi chú đi qua đó thôi. Chú rừng hả? Đây này cái bụi đây này. Bụi trước mặt chú á đó. Từ từ để con hồ biến đã chú. Ừ. Chú. Rồi chú tới ngay cái bụi đó nha. Ừ. Đây nè chú, đây chú, đây chú. Ủa đâu ta không thấy ta? Ủa hồ biến đây mà. Chú bư bư trong bụi đây, nhìn trong đây thôi có không chú? Đây này. Có chưa? Có. Đây hả? Phải không? Nè. Ồ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chú thấy con giỏi không? Dạ, thấy chưa.
Nô xách ra liền. Ồ, nặng quá chú ha. Ui. Chú nhìn trong đó coi thấy có cái gì chú? Có gì không đó? Ồ, nhiều đồ quá chú ha. Dạ. Nào là mì tôm nè, nào là mắm nè, mắm. Nào là đường nè, nào là hủ chao nè. Hủ chao nè. Dạ. Đường. Chú biết hủ chao đó không? Biết. Đây là mì tôm. Đây. Bạn nè. Wow, đủ đồ luôn hả chú ha? Dạ được. Nhiều đó mua bao nhiêu tiền chú biết không? Không biết, chắc 200-300 ngàn á. 200-300 ngàn á hả? Chưa 200-300 chứ không mua cái đó đâu. Hơn 200-300 đó chú à? Dạ. Chắc là 600-700 gram á. Cỡ 400-500 á. Chú biết bánh đó là bánh gì không chú? Không biết. Ồ, có khi nào mà chú xuống dưới chưa tập quá chú mua nhiều vậy chưa? Không mua cái bánh này đâu. Không có tiền đâu mà mua bánh này. Dạ. Đó là mà không, nếu mua là biết, người không mua không biết. Dạ. Thôi bây giờ mình đi vô đây chú, đây mưa rồi. Ôi dù. Nặng quá chú ha. Cái này chắc 10 kg à? Hơn 10 kg. Hơn hả? Ừ. Dạ. Vui không chú? Vui. Hồi trước giờ có ai vô đây hồ biến tặng quà cho chú chưa? Không. Không có ai hả? Con là người đầu tiên hả? Thấy có một con á. Thấy có con á. Chỉ có con thôi hả? Wow, hôm nay có đèn ánh sáng, có gạo, có mắm, có muối. Đã ha? Đã. Để rồi. Để rồi. Vậy là chiều nay là đừng ăn lá đu đủ nữa nha. Chắc là... Rồi bây giờ chú cháu mình lên nhà, đem vô nhà mở ra coi thử có gì không đó. Hồi hộp không chú? Thấy chú hồi hộp thì chú Lê Thang cũng hồi hộp theo luôn cả nhà. Thì đưa chú Lê Thang muốn tạo một cái chen để cho cái tập video nó sẽ ly kỳ hơn, có tình tiết để cô chú anh chị khán giả xem, để cô chú anh chị đỡ phải chán, đỡ phải buồn. Thì cuộc vui thì tự mình tạo cả nhà, không ai tạo cho mình cả. Nhưng mà mình cũng muốn tạo một cái tình tiết đó để cho cô chú anh chị, mình Hùng Quân, cô chú anh chị khán giả xem sẽ ly kỳ hơn. Rồi, chú lấy ra coi có gì chú. Mì tôm bệnh. Mì tôm 2 bịch. Bánh 2 bịch. Bánh 2 bịch. Đây là hủ chao, đây là một cây á. Một cây là mấy hộp chú? Sáu, mấy hũ? 6 hũ. 6 hũ. Dạ đúng rồi. Hũ to chú ha. To chứ. Ồ, 6 hũ này là một mình chú ăn là phải 2 tháng mới hết à. Hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng luôn hả? Ăn ít cho ăn nhiêu đó mà nó ít nhiều hết rồi. Dạ. Ăn. Dạ. Đường 1 kg. Đường 1 kg. Muối. 2 bịch muối. Bột bị ngọt. Một bị bột ngọt nửa ký. Chai dầu. Một chai dầu siêu to khổng lồ. Chai mắm. Một chai mắm siêu ngon. Đi. Một chai nước tương xì dầu. Tương xì dầu. Dạ, ở miền Nam họ kêu bằng nước tương, ở miền Trung mình là kêu bằng xì dầu. Xì dầu. Cái chai nước tương xì dầu này là sáng sớm á, chú nấu cơm nóng nha, xong chú dầm ớt vô. Xong rồi chú chan, chú ăn cũng ngon nữa. Dạ. Hai hộp dầu. Dạ. 2 hộp dầu gió để tha bụng. Bị đau bụng mình thả. Rồi cái đó tờ giấy mua đồ. Đề hả? Dạ. Rồi chú xem đó đọc bao nhiêu tiền trong đó chú? Không biết chữ đâu. Không biết chữ hả? Biết chú biết tính không? Không biết chữ. Dạ. Chú có biết tính toán không? Tính là biết là mà chữ không biết. Dạ, 20 cộng 70 là bao nhiêu chú? 20 cộng 70 hả? Dạ. 20 cộng 70 là 9. Bằng 90. Ừ. Chính xác. Chú bây giờ là con đố chú một câu nữa thôi. 90 rồi. Trừ 90 bằng mấy? 90 trừ 90 hả? Dạ. 90 là trừ 90 là 108. Trừ mà. Trừ. Dạ. Không biết nữa. Không biết hả? Ừ. 90. Biết tính cộng thôi chứ không biết tính trừ. Ừ.
90 mà 90 là 100. Được hả? 189 hả? Dạ, 189. 90 trừ 90 bằng 189. Dạ. Đúng. Quá ghê gớm luôn. Đúng. Quá rồi. Hay luôn chú ơi. Đúng rồi. Dạ, quá hay luôn. Rồi được cái bị to nữa. Bây giờ bỏ vô lại, cột lại để mình treo lên để con chuột nó vô. Nó cắn của mình. Quá trời vui luôn hả chú ha? Ăn đã luôn đó. Ăn đã luôn á. Lo mình hết. Một mình chú mà nhiêu đây là chú ăn phải 2 tháng chưa hết luôn á. Ừ, chưa có hết đâu. Cái mì tôm này là rất là ngon nha chú nha. Ừ. Mì tôm này mình có thể là làm canh. Nấu cơm lên xong cái mình hái lá đu đủ vào cái mình làm canh. À. Tí nữa là mà xé ra làm canh ăn cơm luôn. Ừ. Bây giờ là chú đưa lấy ra một gói đi, rồi chú chế. Rồi tí nữa là chú cháu mình ăn một bữa. Ừ. Chú cháu cũng ăn kén bữa nha. Nhưng mà con chỉ ăn lá đu đủ thôi. Một bịch như vậy là 5 gói. 5 gói à? Dạ. 2 bịch là 10 gói. À. Mì rất là ngon. Còn bánh này là tối buồn buồn mình chế trà mình uống. Chú có trà chưa? Không. Không có trà hả? Ừ. Hôm nay con không có hồ biến là trà được rồi. Buồn buồn ban đêm nằm mà đung đưa trên võng ăn đỡ buồn. Ừ. Ăn xong rồi ngủ. Ăn xong ngủ. Dạ. Cái năng lượng làm sao? Năng lượng là theo chú là treo ở đâu là hợp lý? Theo con nghĩ là treo hướng này. Hướng này là hợp lý. Để chỉ vào trong cái nhà bếp của mình để ban đêm mình đi lấy cơm mình ăn. Với lại chỉ ra ngay chỗ cầu thang để mình bước lên bước xuống. Ok không? Rồi, ok. Vui nha. Yeah. Vui vỗ tay cái này. Vỗ tay. Vỗ tay. Dạ, vỗ tay sao đâu? Ê. Vỗ tay mà. Vỗ tay hả? Dạ. Vỗ tay chứ không phải là giơ tay. Vỗ tay. Quá trời vui rồi. Vui. À, treo lên nha chú nha. Ừ. Để chuột ăn á. Dạ. Coi chừng con chuột nó vô nó ăn á. Ừ. Tối chắc chuột bò vào đây nhiều quá chú ha. Đó, chuột ăn bắp hết rồi. Ồ, chú treo bài cho bắp mà ăn hết luôn hả? Nó mà làm bài cho nó không vui ăn nữa. Ăn không còn một hộp nào luôn hả chú? Ừ. Ồ. Vậy thôi bây giờ chú vào chú bắt cái xong đu đủ xuống này chú. Con thấy nó sôi sục sục rồi. À, chín rồi. Chín rồi. Ừ. Dạ. Hình như là còn thiếu cái gì vậy chú à? Ừ. Wow. Món ăn đặc sản của người đồng bào miền núi này cả nhà. Wow, rồi chú đang bắp đi chú. Ừ. Bỏ bắp lên ra. Hình như là con thấy thiếu cái gì vậy chú ơi. Ừ. Thiếu cái gì này? Mà thiếu rồi. Hồi nãy con nhớ con hồ biến ra là có cá nữa mà ta. Cá? Dạ. Có cá. Con có, con nhớ con biến ra 4 bịch cá cơm khô mà ta. Để tặng cho chú mà sao không thấy ta. Để con hồ biến lại thử coi. Cá khô nằm ở đâu rồi ta? Chú có thích cá khô không? Có là thích, thì con có là thôi. Có là thích con có thôi. Ừ. À. Để con hồ biến ra tặng cho chú 2 kg cá khô để chú để dành chú ăn nha. À. Rồi bây giờ chú ngồi đây chú đang bắt nha. À. Chín chưa chú nha? Dạ. Chín chưa? Dạ. Yeah. Chút nữa. Lửa mạnh quá chú ha. Ừ. Nấu cái này phải cẩn thận nè, chứ bất cẩn là dễ bị cháy nhà lắm chú nha. Ừ. Cái nhà này chú nói là chú làm mấy tháng trời mới xong đó. Ừ, lâu lắm xong. Dạ. Trời ơi, nhìn cái giọng của chú nằm nè. Cách tiền biên hết rồi. Ừ. Giọng này chú nằm được bao nhiêu lâu rồi chú? Ừ, lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Được là 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi. Chưa có tiền mua thay hả? Ừ. Không. Không mua thay đâu. Trời, một ngày mới ăn một trái bắp gì sao mà no. Nó sao mà đó. Có sức để phát rẫy. Thật đại chứ. Bắp này là bắp nhà chú trồng hay là chú sinh? Sinh như ta kìa. Dạ, tại vì bắp của chú chưa có trái. Ừ, chưa có trái, đó bắp đó là chưa có trái đâu. Dạ. Ừ. Bây giờ buổi trưa này là mình ăn bắp với lá đu đủ đỡ rồi nha. Bây giờ là có gạo, có mắm, có muối, có hủ trao rồi. Chiều nay là chú không ra bắp ăn nữa nha. Chưa là nấu cơm, nấu gạo ăn chứ. Dạ. Chưa là ăn gạo đây cả nhà.
Ở con hồ biển này con tặng cho chú ít cá cơm khô nha. Rồi chú đang được con hồ biển nha. Hồ biển. Ủa đâu rồi, đâu rồi? Cá cơm đâu, con hồ biển đâu mà? Chú. Nè. Con hồ biển, hồ biển cá cơm trong nhà mà sao bay ra nằm cái me rồi? Cá. Dạ. Đó chú ra cái me chú coi có không? Có không chú? Hả? Có chứ. Đâu đâu? Này. Sao con không thấy? Đây đây, tôi coi cái me. À, vậy là con biến bị nhầm rồi, bị lộn rồi, bay cái me luôn rồi. Ờ. Ờ, chú lấy tới không? Tới chưa? Ừ, chú coi thì phải cá cơm không? Cá cơm hả? Chú biết cá cơm không? Ờ. Không biết hả? Cá cơm là cá lẹp hả? Ông chú đem vô chú mở ra thử coi. Ừ. Phải, con cá nó cá gì chú? Cá cơm hả? Cá cơm với cá nhoi. Dạ, vậy là chú không biết con cá cơm rồi. Con cá này là con cá biển. Cá biển hả? Dạ, chứ không phải cá đồng. Ừ. Con cá này mà nấu canh chua là ăn ngon hết sảy. Đề hả? Dạ. Xung quanh ở khu rẫy của chú là có lá giang không? Có chứ. Nhiều không? Nhiều. Vậy là chú hái lá giang vào là chú nấu canh chua. Ờ, lá mé được. Dạ, lá mé đúng rồi. Ừ. Rồi chú muốn làm gỏi là mình hái trái đu đủ vô mình bầm mình làm gỏi. Làm gỏi hả? Dạ. Không biết làm đâu. Ăn ngon lắm nha. Ngon. Dạ chú xé nhỏ nhỏ ra xong chung chú bầm á, sò với lại đu đủ á, xong chú lấy chanh chú nặn vô. Ừ. Hay là khỏi cần không có chanh thì mình trộn lên mình rướn mắm lên. Ăn ngon lắm nha. Ngon hả? Dạ chú có nhậu không? Chưa. Không có nhậu hả? Không. Dạ. Không có quyền đâu. Đây là 2 kg cá cơm. 2 kg bạc cũng kia ra. Một bịch này là nửa ký. Nè hả? Dạ. Đây 1 kg hả? 2 bịch là 1 kg. 2 bịch 1 kg. Dạ. Cá cơm này là cá cơm tươi, phơi khô. Phơi khô hả? Dạ chưa có hấp qua. Ừ. Nên là không có mặn. Ừ. Là chú ăn không hết là chú phơi nha. Chứ để lâu là bị mất nha. Bị mất hả? Dạ. 2 kg này là chú đem về làng phơi, ăn cho vợ 1 kg đi. Phơi hết luôn, phơi 1 bì hả? Phơi hết luôn. Phơi hết luôn. Cái này là khô rồi, ý là con nói là đỡ lâu á thì phải phơi. Ờ. Dạ. Ví dụ là 10 ngày chú phơi 1 lần. Ờ. Dạ. Đem về cho vợ 2 bì, còn để dưới đây 2 bì. Ờ, đem 1 bì cũng được chứ, để đây đi. Để đây hết hả? Ờ. Để 1 bì được. Nhưng chân nào hết đây ăn lại. Dạ. Vậy là hôm nay là chú có đầy đủ đồ luôn rồi nha. Ừ. Không thể tin vào mắt mình hả chú ha? Nói ra. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ hỗ trợ bắt đèn lấy lượng nha. Ừ. Không biết bắt ra. Không biết bắt thì con sẽ hướng dẫn cho chú xài ha. Rồi let's go. Rồi chú mở ra đi. Chú mở ra đi rồi con hướng dẫn cho chú. Ừ. Hôm nay chú được nhận quà, nhận đèn năng lượng thì phản ứng của chú rất là vui vẻ. Vui vẻ. Dạ, nhìn chú rất là thân thiện. Mỗi màn cho như thế này thì xem bà con phản ứng như thế nào cả nhà. Mỗi người mỗi tính thì xem mỗi phản ứng của bà con khác nhau như thế nào. Mong cả nhà hãy yêu thương nuôi chân lên thang, yêu mến nuôi chân lên thang thì có điều gì sơ suất xin thông cảm và bỏ qua. Nuôi chân lên thang cũng muốn tạo cái niềm vui để cô chú anh chị mình vui cùng với người đồng bào khó khăn miền núi. Thì cả nhà hôm nay đến thăm hoàn cảnh của chú là người đồng bào Rắc Lây. Chú tên gì con qua nè chú? Huống. Tên Huống. Ừ. Tên đầy đủ là gì chú? Ừ? Tên đầy đủ của chú họ tên á? Họ tên là Pinang. Pinang Thị Huống. Ừ. Pinang Huống. Pinang Huống. Pinang Thị. Đang Thị là phụ nữ. Xin lỗi chú. Cả nhà chú đã mời được trên liên thang dùng một bữa cơm. Ừ. Phải gọi là bữa cơm đạm bạc của người đồng bào miền núi. Ừ. Theo con là bữa cơm đạm bạc, nhưng mà theo chú là không phải là đạm bạc, là bữa ăn hàng ngày. Dạ. Đây, mời cả nhà mình trải nghiệm lá đu đủ. Đây là một nồi lá đu đủ luộc chín rồi. Chú bẻ luôn cái thân cây luôn. Ừ. Bẻ vậy là biết khi nào ngon là chú. Ăn thử. Dạ. Đây là cái lá. Ừ. Và đây là bắp. Đập.
đây nè cả nhà, đang bắp. Chú chia sẻ là chú kêu một ngày là chú ăn một trái bắp. Ừ. Ăn cái này cũng đê rồi. À. Là mình cuốn là chú? Cuốn cũng được, ăn riêng cũng được. Cuốn cũng được mà ăn riêng cũng được. Ừ. Dạ. Là món đây là có tên gọi là món gì chú? Gọi hả? Đu đủ cuốn bắp rang. À. Đu đây là chí muối cả nhà. Rồi chấm. Ờ. Trong món gì vậy? Mời cả nhà mình nha. Ngon à. Nắng quá. Nắng quá. Chú, cái lá nó đắng vậy rồi cái thân nó đắng không? Còn đắng. Chú ăn thử coi. Thân đắng là. Lá nó đắng. Vừa. Đó là chú quen rồi chứ. Quen đó. Nhưng con là đắng á. Còn đắng, cái lá là đắng. Mời cả nhà mình miếng nữa nè. Ờ. À. Ồ, đắng dữ. Nhưng mà cũng muốn ăn tại vì ăn đắng tốt cả nhà. Ừ. Ăn đó là khỏe người á. Dạ. Đây này, mời cả nhà mình nha. Mời cả nhà mình trải nghiệm cùng với đứa chân lên thang. Trời, cái lá đu đủ của chú hồi nãy không rửa luôn. Ê. Không rửa luôn. Nước mưa nó xuống là sạch rồi chú. Sạch chứ, con quen nó không phải. Sợ con sâu nó bám vào chú. Nhiều cao à. Dạ, giờ bỏ bắp vô nè, cuốn nè. Cuốn. Chấm mùi. Ức. Wow, sợ đắng quá chú. Rồi, mời cả nhà mình thêm một miếng nữa nha. Đây, chấm muối ớt. Bà con đồng bào hỏi ăn vậy không á. Coi như là món đặc sản luôn á. Ừ. Ăn đầy mì sống. Đã luôn. Quá đã. Ừ. Đắng dữ chú ơi. Đắng mà nhăn mặt luôn á. Thật ngon quen á. Ừ. Nhớ quen là được á. Ăn được á. Sao đắng quá vậy? À, mở nhà mình nè. Con thấy ở trong cái vị đu đủ nó có một cái vị nhẫn nhẫn mà kiểu như là mũ á, mũ của cái lá đu đủ á chú ạ. Mũ hả? Dạ. Mặc bơ dù đó, bơ dù toàn lần toàn đè. Khi mà mình cuốn cái bắp vào mình ăn á là mình cảm thấy nó mềm hơn. Bắp nó mềm hơn mà nó thơm. Ủa chú húp nước luôn hả? Ừ. Nước luôn cây. Ngon. Ngày nào cũng ăn vậy hả chú? Ừ. Chắc có lẽ là bà con họ quen rồi cả nhà. Ừ. Đã rồi. Ồ, bắp này ngon luôn á. Muốn thêm nước à? Mời cả nhà mình ăn bắp nè. Đắng quá. Giờ vẫn còn đắng. Thôi chú hái lá bướm chứ bỏ vào chú. Ừ. Chú hái lá bướm chứ bỏ vào cho nó nhạt đi cái vị đắng. Ừ. Còn đây không có lá bướm hả? Không có à. Không có hả? Ừ. Bà con là ăn vậy không cả nhà? Rồi uống nước suối luôn. Nước khỏi nóng luôn. Khỏi nóng. Uống nước suối là ngày xưa là mình không có nước, mình uống. Rồi bây giờ là uống nước suối là dễ bị sụt rét lắm đó nhà chú nha. Ừ, bị sụt rét uống từ lâu rồi. Bình thường ạ. À. Dạ. Ừ. Có phải một ngày, hai ngày đó. Tự là đến này luôn. Còn sụt rét đã. Nước núi là nước tốt hơn. Dạ. Nước núi là tốt hơn chứ. Theo con nghĩ là... Không phải là chẳng thấy dịnh cái gì đâu. Ở dưới suối là lá cây nó sẽ rớt xuống. Ừ. Rồi sẽ đóng rong. Ừ. Mà những con muỗi nó sẽ đẻ lằng quăng ra. Ừ. Là mình uống vào là dễ bị nhiễm khuẩn. Ừ. Không có vệ sinh. Ừ. Chú có đào một cái lỗ riêng cho chú không? Đào chứ. Đào một cái lỗ riêng nữa mà lấy nước riêng á. Ừ. Tại vì cái nước chuối là chỗ bà con họ nhặt đồ ở trên rồi họ chảy xuống. Dạ. Rồi bò nó a nó đái nó ỉ xuống. Ừ. Bò tàu gì đó. Dạ. Phải đào một cái lỗ riêng nha cả nhà, đào những cái lỗ bọng giếng nha. Ừ. Rồi có nước mạch. À. À, chú còn hai trái bắp mà cả nhà. Còn hai trái, một ngày ăn một trái. Sáng là không ăn sáng. Sao phải ăn. Ăn trưa. Chưa đến chiều thôi. Ừ. Hai bữa. Dạ. Phải ăn bắp như thế này thì uống nước vào thì sẽ no hả chú? À, bắp nó nở ra no. Ừ. Mời cả nhà mình ăn bắp nè, bắp ngon lắm. Ừ. Thôi con để con xin phép là con dùng với chú một miếng lá đu đủ luôn nha. Rồi con xin phép rồi đây nha. Ừ. Là một miếng nữa chú qua tạm 3 lần thôi nha. Hơi đắng nhưng mà cũng cố gắng ăn. Đang ăn thôi được.
Ăn được hả? Không về nhà mà ăn được. Hôm qua đắng bao nhiêu ăn cũng được đó, nhưng mà lá nó đủ ăn. Có cái vị gì cho ít. Còn hơn cái đắng nữa. Nên mời cái nhà mình nè. Đắng quá. Rồi chú hút nước luôn. Ờ, đã rồi. Ăn bề bà ngon. Ăn vậy sao có sức phát rãi? Được chứ. Chú phát rãi rồi, nhiều khi ở rừng rú về, rừng rú như thế này thì chú có gặp rắn bao giờ cho chú? Không gặp rồi. Không gặp hả? Ừ. Những cái con rừng, con heo rừng rồi chú có gặp bao giờ chưa? Không. Không luôn hả? Ừ. Làm miếng bắp này cho nó nhạt vị đắng này. Này không được đâu, cần. Nhiều quá, chú lấy cái này chú nấu bánh chua nha. À. Đừng ăn ăn này đó, ăn này mà đau bao tử chết luôn á. Ừ, chết. Lấy chao ra ăn. Ừ. Dạ, một lóc chao đó là bắt tiền nó mới nha chú nha, dăm mấy lóc luôn á. Dạ. Chạy bên dưới có tiền không? Chú đâm ớt tỏi vô xong rồi chú trộn vào chú ăn nó mới ngon. À. Đây. À quên, để con hướng dẫn cho chú xài nha. Ờ, trong này là có một cái cặp binh đỡ sa cu nữa nè. Đây. Tặng cho chú một cặp binh đỡ chú sa cu nha. Chú hiểu từ sa cu không? Là trong đây có một cặp rồi. Khi nào cái này hết mình lấy cái này bỏ vô. Đó. Ở đây có nhiều chế độ. Đây là chế độ ban ngày, chế độ ban đêm. Nếu mà chú muốn xài 5 giờ thì con sẽ cài cho chú là 5 giờ, tự cái đèn năng lượng nó sẽ bật sáng lên. Đó. Chú đèn. Dạ, còn mà chú muốn xài khi mà chú đi trời mưa như thế này, tất có lẽ là chú phải xài tiết kiệm. Tại vì cái ánh nắng mặt trời nó hút vô cái tấm pin năng lượng. Nó sẽ tích tụ trong cái tấm pin năng lượng đó. Mà khi mà trời mưa thì sẽ không có ánh nắng. Đó, tốt nhất thì thời điểm bây giờ là chú xài mình tự tắt mở đi. Đây là mở, đây là tắt. Để tắt hả? Dạ, để mở tắt. Đây con mở cho chú xem nè. Đó. Tắt, sáng không? Tắt chỗ nào? Tắt chỗ đây. À. Tắt. Rồi chú bấm đi, chú bấm thử đi. Mở đi. Dạ. Rồi tắt. Rồi mở. Nó thao tác cho nó quen đi. Dạ mà tắt đi. Rồi mở. Biết rồi. Biết chưa? Đây là sao vậy đi. Cái này là chú đừng dùng tới. Là chú chỉ biết là tắt mở thôi. Là được rồi. Dạ. Ok chưa? Ok. Vui không? Vui chưa? Ước mơ đã trở thành sự thật hả chú ha? Ừ. Bà con sống trên đây làm lũ cực khổ mấy chục năm luôn cả nhà mà không có tiền để mua cái ánh đèn năng lượng, xài bằng cái cây đèn cầm tay á, không đủ ánh sáng để sinh hoạt ban đêm. Chú kêu á là trong cuộc đời của chú cầm tiền lớn nhất là 100-200 ngàn thôi. Dạ. Tài sản nhất là có 2 con bò. Sau này có cái vốn bò người ta cơ, nuôi nhà chị phần hai. Vậy là vui hả chú ha? Vui. Chú thấy con giỏi không? Giỏi. Phổ biến ra quá trời đồ luôn. Ừ. Chào này, rồi năng lượng, rồi cá rồi tùm lum đồ luôn. Vui như ngày Tết luôn cả nhà. Mong cả nhà xem video, cả nhà yêu mến người đồng bào miền núi, người đồng bào Đắk Lây thì có thể là chia sẻ video để cho nhiều hoàn cảnh của người đồng bào có một cái duyên may mắn nào đến với một cái tấm lòng vàng nào đó. Mong cả nhà hiểu nha cả nhà yêu mến Đức Trinh Lê Thang. Xem video cũng đừng quên bấm like và chia sẻ video như ủng hộ Đi Chân Lên Thang trên con đường thiện nguyện nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Con đến thăm chú thì con cũng có một cái món quà nho nhỏ, gọi là cũng món quà tình thương, và cũng có một cái món quà an ủi, gọi là món quà tinh thần. Con sẽ tặng cho chú một ít tiền nha, để chú có tiền có cá có đồ ăn rồi sao mà dạ nữa. Có xuống chợ thì mua thịt lên ăn bữa. Bao nhiêu lâu rồi chú chưa được ăn thịt heo á? Có tiền đâu mà mua ăn. Không, ý con hỏi là bao nhiêu lâu rồi? Lâu hả? Bao nhiêu lâu rồi chú chưa ăn thịt heo? Chưa. Một năm chưa? Chưa, không tới một năm rồi. Không tới một năm. Nửa năm không? Nửa năm có là ăn, còn có là có tiền đi mua ăn kia. Dạ, mỗi lần xuống chợ là mua bao nhiêu tiền thịt heo? 10 ngàn cho một chén thôi.
10.000 chút xíu rồi hả? Chút xíu rồi. Giờ nấu canh hả? Ừ, nấu canh. Ồ. Là hay tại chỗ đu. Dạ. Bầm vô bầm bầm thịt. Dạ. Luộc ăn. Nghe chú nói thấy thương vô cả nhà. À, cả nhà, Đi Dương Lên Thang đến thăm hoàn cảnh của chú thì ngồi trò chuyện với chú. Đi Dương Lên Thang cảm nhận được cuộc sống của chú khó khăn, cảm nhận được con người của chú rất là thân thiện. Gặp người lạ chú cũng không có ngại ngùng gì cả. Chú cũng chia sẻ cái hoàn cảnh của chú khó khăn như thế nào. Đi Dương Lên Thang cũng tạo một cái tình huống để có một cái không gian vui vẻ. Mong cả nhà xem video thì cũng đồng cảm với Đi Dương Lên Thang nha. Con tặng cho chú là những cái thiết yếu. Những cái món quà này không phải là của con. Ừ. Những cái món quà này là của cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Con chỉ là một người làm cầu nối thôi. À. Dạ hôm nay con đến đây thì có những món quà thiết yếu nha. Rồi có cái đèn năng lượng. Ừ. Đèn năng lượng này là của cô Tư ở Bình Dương. Ừ. Chú biết Bình Dương không? Không biết. Bình Dương bán nước tương á. Ừ. Không biết. Chưa đi Bình Dương bao giờ? Chưa có đi đâu. Rồi hôm nay con trích tiền của cô chú chị mạnh thường quân ra mua những cái thiết yếu cá khô. Ừ. Rồi mắm muối bột ngọt mì tôm này nọ. Tổng cộng hết là tổng cộng số tiền là 431.000 cộng 2 kg cá cơm là 200.000 nữa là 631.000 31.000 cộng 200.000 tiền gạo là 831.000 thì muốn quà cho chú hôm nay là nhận được là 1.700.000 1.700.000 dạ hết tất cả luôn á dạ hết tất cả là 1.700.000 nhưng mà con trừ ra 831.000 thì số tiền còn lại là 869.000 rồi con sẽ trao tặng cho chú nha. Rồi chú lắng nghe con đọc tên Mạnh Thường Quân và gửi lời chúc sức khỏe, gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giùm con nha, để cho Mạnh Thường Quân vui ha. Vui. Mạnh Thường Quân thứ nhất là cô Trần Lê Thanh ở Mỹ 500.000, cô Tư ở Lâm Đồng 200.000, cô Lê Thị Minh Nguyệt ở Mỹ 500.000, cô Trịnh Đặng ở Mỹ 300.000, chị Hường ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh 200.000, tổng số tiền là 1.700.000. Ok chưa? Ok. Rồi, số tiền còn lại đây. 869.000. Thì con tặng cho chú 1.000 luôn là con đưa cho chú là 870.000 luôn. Ừ. Tờ 500. 500. Biết không biết tờ 500 không? Biết. Mà chú giờ cầm tờ 500 bao giờ chưa? Chưa. Chưa cầm. Ừ, cứ tờ này thì cầm được. Cầm tờ này thôi hả? Một tờ thôi. Rồi, lần đầu tiên là cầm tờ này. Ừ. Tờ này lớn lắm á nha. Lớn này 500 hả? Dạ. Ừ. 50. Giống 50 hả? Ừ. 50 đây này, 50 tờ này mà. À, biết không? Biết không? Biết. Xuống quán mua người ta không biết người ta biết không thối lại à. Biết rồi. 600. 600. 700. 700. 800. 50. 50. 20. Rồi chú tính lại đi, tôi đúng không? Ừ. 5 6 7 8 870. Ok. Rồi chú nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của con, gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân. Cảm ơn nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ, chúc Mạnh Thường Quân sức khỏe. Ừ. Mời Mạnh Thường Quân ăn lá đu đủ rồi chú. Mời ăn á. Mời Mạnh Thường Quân ăn lá đu đủ ơi. Ăn lá đu đủ. À, mời Mạnh Thường Quân ăn bắp. Muốn ăn đặc sản của bà con miền núi. Ăn đặc sản của chú. Vậy là vui như ngày Tết ha. À, vui. Dạ, vỗ tay coi. Vỗ tay. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến cô Tư của Bình Dương đã mang ánh sáng tặng cho bà con nghèo miền núi. Chúc cho Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và chúc cho cô Tư và gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Và cũng không quên xin chúc khán giả, cảm ơn khán giả đã luôn đồng hành cùng với Đi Dương Lên Thang những chặng đường làm thiện nghiệp. Cảm ơn đại gia đình của mình, chúc đại gia đình của mình có một Giáng sinh thật là ấm áp bên gia đình của mình ha. Rồi con cảm ơn chú đã chia sẻ hoàn cảnh của chú ha. Xin phép bắt tay chú một cái ha. Rồi chào chú, bye bye chú nha. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà mình, cả nhà ủng hộ Đi Chương Lê Thang, đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ Đi Chương Lê Thang nha cả nhà, để xem những tập video mới, những hoàn cảnh mới. Đi Chương Lê Thang sẽ cố gắng vào trong rừng sâu, leo núi, vượt suối để đến thăm bà con người đồng bào Rắc Lây miền núi, chia sẻ những hình ảnh ngôi làng của bà con có điều gì thú vị, có điều gì đặc biệt và có những cái câu chuyện gì nói về rừng núi thì chia sẻ với cả nhà mình. Mong cả nhà mình hãy yêu mến Đi Chương Lê Thang nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà những tập video mới. Bye bye. Chúc bye bye nè chú. Bye bye.